Hello, xin chào các bạn, trở lại với kênh Cổ Địa Phú Quốc. Hôm nay mình làm clip này là một ít hướng dẫn các bạn là xem thông tin quy hoạch trên điện thoại và thông tin của quy hoạch bản đồ của đảo Phú Quốc. Và tiếp nữa là mình sẽ nói về một nội dung về chức năng và của từng cái bản đồ. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn, trước tiên mình giới thiệu cho các bạn là từng cái bản đồ của Phú Quốc và quyết định ngày ra đời, khai sinh của cái bản đồ đó theo cái văn bản của mình biết cho nên chia sẻ. Thì trước hết mình mở cái bản đồ cho các bạn coi là cái bản đồ 868, cái hình thành ngày nào và chức nhiệm vụ của nó là cái gì để các bạn biết. Và 633 là nhiệm vụ của nó là cái gì, và bản đồ phân khu 1/2000 là nhiệm vụ nó là cái gì, nó khai sinh ra với mục đích gì. Đây là các bạn theo dõi nha, mình những cái file bản đồ đó mình lấy được trên điện thoại. Giờ mình mở cái ứng dụng này lên, các bạn nào chưa có cái file ứng dụng này thì lên Google rồi đâu. Giờ mình mở cái bản đồ 868 đi. Cũng có một số bạn biết bản đồ 868 và một số bạn cũng chưa biết, và có bạn thì hay nhầm lẫn giữa 868 và 633. Tại vì 868 và 633 cũng là một cái, nó cũng trên phát triển trên một cái hệ số đó mà nó phát triển ra. Ở dưới đây nó như đẩy là từng màu nữa các bạn, từng màu mà từng chức năng nữa các bạn. Cái màu đỏ này để do cái điện thoại, cái ứng dụng này nó không hỗ trợ cái phông mà nhà thiết kế bản vẽ này người ta vẽ ra, phải cái phông khác nên nó cái phần mềm này nè nó không có hỗ trợ cái phông đó nên mình đổi. Theo mình biết thì trên laptop thì mình nó có hỗ trợ cái AutoCAD để nó đẩy này nè, cái màu đỏ này nè là đất hành chính cơ quan đỏ đậm nè, còn màu đỏ nè ở đó là ở đô đó, là đất công cộng nữa rồi đó. Làng ở nông thôn nè, đất ở nông thôn nè là màu cam nữa, mà màu đỏ màu vàng nè là nghề mới nè, là nghề cải tạo chỉnh trang nè, đó là màu nè, đất du lịch nè đó, du lịch sinh thái nè, ở dưới nè đang du lịch này nè, du lịch hỗn hợp nè. Các bạn mở lên laptop thì nó sẽ thấy nó rõ hơn, cái chữ này bị bể không đó rồi. Cũng giống như này nè, nó màu đỏ này nha, rồi này là đất ở nông thôn đó các bạn đó. Cái bản đồ 868 này nè, theo mình biết á là đây, mình đọc cái thông tin cái bản đồ 868 cho các bạn coi. Đây các bạn nè, thì
Đây, cái quyết định này. Tại sao gọi ban đầu 868? 868 là nó đẩy nè, các bạn thấy không? Căn cứ vào quyết định 868, quyết định nè, TTG nè, ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến 2030. Là ban đầu 868 là cái ban đầu các bạn. Điều chỉnh cục bộ nè, đây là 868 nè. Đó, mình giới thiệu ban sơ thôi, ban đầu 868 là cái gì đó, bạn hình dung nha. Giờ mình thoát nha. Đây. Tiếp theo mình sẽ mở tiếp một cái bản đồ. Đây. Cái bản đồ này nó hơi nặng các bạn. Cái bản đồ này nè là bản đồ gọi là 633 nha các bạn. Căn cứ vào quyết định 633 nè các bạn thấy không? 633 là ngày 11 tháng 5 nè. 2010 là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nè, điều chỉnh chung quy hoạch sử dụng đất đảo Phú Quốc đến 2030 nè. Cái thằng 633 này á, nó mục đích của nó là chức năng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, chức năng quyền sử dụng đất nha các bạn. Cũng như là nó chức năng của nó là đất gì, nó đất ở nông thôn hay đất ở đô thị. Nhưng mà mình coi cái sử dụng đất đó, chức năng của nó giống như con sao đỏ vậy nè các bạn. Mục đích sử dụng đất này, nó để là mục đích sử dụng đất này, đất ở nông thôn mà, ở tại nông thôn mà, đấy không? Thì nó cái 633 này nè, nó sẽ hiển thị mục đích sử dụng đất của cái vùng nào, cái thửa đất nào mà mình mua đó, mình đầu tư đó, thì nó ở nông thôn thì mình đủ điều kiện để mình xây dựng, xin giấy phép xây dựng, mà mình trước hết mình cũng phải có thổ cư các bạn. Mình ở nông thôn mà mình trồng cây lâu năm thì mình đâu có đủ điều kiện đâu, mình phải xin chuyển mục đích sử dụng đất, mình phải đóng thuế về nhà nước gọi là giao đất, có thu tiền sử dụng đất thì đất mình mới có giá trị. Còn một số bạn thì nghe quy hoạch đất ở nông thôn nhưng mà trong đó là đất để trồng cây lâu năm không à, thì đất đó thực chất đó là mình cũng chưa đủ điều kiện để xây dựng thôi, bởi vì chưa chuyển đổi lên một cái sử dụng đất mà nó chỉ quy hoạch thì là đất ở nông thôn thôi. Cái này cũng khá là đòi hỏi thì cái máy mình cấu hình cũng hơi cao chút đó rồi. Tức là tới quy hoạch một phân khu 1/2000 thì mình sẽ coi cho các bạn coi. Nó nổi phong thì mình copy đây nè, cái bản đồ này là gọi là bản đồ 633 nữa các bạn. Đây là bản đồ 633 nữa các bạn. Này nó quyết định nè, loại đất này nè, TMD là thương mại dịch vụ nè. Lúc trước mình cũng đã nói cái vấn đề này rồi, các bạn nào chưa nghe thì coi lại clip 1 mình chia sẻ ra, các bạn sẽ hiểu. Hoặc lên Google các bạn gõ thêm chức năng của từng loại đất á, thì nó cũng ra. Cái bản đồ 633 này nè, nó sẽ định hình phân khu, khu này là sử dụng đất nha các bạn, mục đích sử dụng đất
đây nó đẩy nó đây con này đây nè 633 nè, nó ra đời là ngày 11 tháng 5 2010 nè, cũng được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nè, quy hoạch xây dựng nè. Đây là màu hồng mình nè, người ta đã cái màu từng màu để cho mình dễ phân biệt nữa. Nó đất cái đất của đất là để trồng cây lâu năm, nhưng mà đất cái mục đích của nó là đất ở nông thôn, o là t ở nông thôn, là đất này dùng cho những hệ dân số nó thưa, mật độ dân số nó thưa thì nó để ở nông thôn, còn những nơi không có dân số nữa thì để như này nè. Đất này trồng cây lâu năm mà nó không chích lục dưới để o là t nè, cái màu vàng này nè, còn mật độ mà nó nhiều nữa thì nó để o là t hoặc là ở đô thị nữa. Đó là đây ODT là ở đô thị nè, ở trung tâm ở đô thị. Một số này nó quy hoạch sau này là cái khu vực này là đất thương ở đô thị mà chức năng của nó là thương mại dịch vụ các bạn. Đất này là đất của mình, là đất mình ở trong đô thị nhưng mà chức năng của mình đó, mình nó gọi là thương mại dịch vụ, có thể là kinh doanh mua bán xây dựng là cho thuê mặt bằng hay gì đó, là mục đích gì thương mại kinh doanh đó rồi. Thương là buôn bán. Dịch vụ là bán chăm sóc mua bán khách hàng mua bán đó. Những màu xanh này nè, màu xanh này nè, đất này là rừng đặc dụng luôn nè, RDD nè. Những đất này là đất không có giá trị về pháp lý về được công nhận nha các bạn, đất này thuộc nhà nước quản lý rồi. Những thứ đất mà nằm trong đây thì hiện thời là không có được cấp mà được mới và được xây dựng trên những đất này. Còn đây là đất này là phòng hộ nè, đây là VP phòng hộ nè. Đây là cái bản đồ 633 nha các bạn, 868-633. Cũng có một số bạn cũng vấn đề mình không biết gì thông tin như thế nào thì hay làm giữa 633 và 868, thì theo mình là cái này là chính xác là cái 633, là chức năng cái nó ra đời là nó để là mục đích sử dụng đất mà sau này mà cái hệ số mà của dân số mà đảo Phú Quốc nó tăng lên đó, theo hàng năm tới 2020 đến 30 gì đó, thì những cái vùng chức năng này nè, nó có thể đất ở nông thôn này nó có thể là nó nới ra, thì mục đích đất nông nghiệp này, đất trồng cây lâu năm này có thể là quy hoạch lại là đất điều chỉnh lại là đất ở nông thôn nha các bạn, tại vì nó tùy vào hệ mật độ xây dựng của hàng năm. Mình thoát cái này ra đi. Và tiếp theo mình hướng dẫn các bạn luôn, bây giờ là cái bản đồ mới nhất của đảo Phú Quốc mình là được tỉnh Kiên Giang duyệt đó, là đây mình lấy các bạn coi. Đây. Căn cứ là quyết định 71789 ngày 14 tháng 8 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2000 đô thị Dương Đông. Cái 1/2000 này các bạn, nó không phải ra một hàng loạt mà giống như cái 633 hay cái 868, nó sẽ ra từng giai đoạn và từng xã nha các bạn, và từng vị trí, tại vì cái 1/2000 nó là phân khu chức năng, mục đích của nó là phân khu chức năng.
một phần 2.000, nó là một phần khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 đó. Mình sẽ mở cái bản đồ 1/2.000 cho các bạn coi. Đây là cái bản đồ phân khu chức năng 1/2.000 các bạn. Đó. Nếu mà nó lỗi cái gì thì các bạn bỏ qua. Đây là cái bản đồ phân khu chức năng 1/2.000, và cái vị trí cái bằng 1/2.000 này là nó có, nó cho cái địa chỉ là của là thị trấn Dương Đông đó các bạn. Cái thông tin là mới nãy là của cái thửa đất mà mình chuẩn bị coi nè, hướng dẫn các bạn xem á, là nó đổi nè, là cái bản đồ 1/2.000 mình nó bằng căn cứ quyết định 178 đó, ngày 14/8/2018. Cái khu đô thị Dương Đông huyện Phú Quốc là tỷ lệ 1/2.000 nè, là 1/2.000 nữa. Tại sao gọi là phân khu chức năng? Phân khu chức năng là nó làm như cái bạn này, là chức năng này của một cái khu vực kia nè, nó sẽ nói rõ ràng cho các bạn là nó lấy một cái khu vực trên một cái tỷ lệ bản đồ đi, 6-7 hecta đây, khu này khu 6-7 hecta thì cái gì nó làm khu chức năng của nó đây, cái số là số nè, nó là sông Lập nè, L này là sông Lập nè, diện tích của nó cái khu này nè là 37/399/16 làng trai giữa biển tàu thuyền tấp nập dù đi muôn nơi 37/399/16 nó là chủ án chất lục này, thì mình mở tiếp tục cho các bạn coi nó là cái thành phần của nó đây. Đây là nó đã là diện tích nè, cái phần bên tay trái là đã là diện tích lô đất nè, bên tay phải nè mật độ xây dựng nè, phần trăm nè, hệ số sử dụng đất nè, ở dưới nè tầng cao tối đa nè, số lô thứ tự nè, cái diện tích nè 13.000 cái khu vực này nè, các bạn tháng 8 đi, đây là các bạn tháng 8, đây là cái khu vực này là cái khu vực đây 10 hectare này nè, tái định cư 10 hectare này nè. Trong đây có một phần đất này để giáo dục nè các bạn, giáo dục nè, giáo dục tầm nó có 7.123 m², có nghĩa là nó để làm cái khu vực của trên 10 hecta này nó có 7 ha đất, còn 7 ha là 7.123 gọi là 7 công đất, là mặt giáo dục, và 50% là để mặt độ xây dựng của nó, tầng cao tối đa của nó là xây nè 5 tầng, nếu mà làm trường học đây 5 tầng nha các bạn. Còn cái diện tích tắt lại nè, 8.900, tức nghĩa là 8.9 hecta, như gần 92 hecta, 90 công, độ xây dựng ở mình mua tái định cư 10 hecta là 5-60%, tầng cao tối đa phải xây được 5 tầng. Các bạn có cái sức lực để sẽ sử dụng tầng cao tối đa, biết là diện tích đất phải đổi xây dựng và tầng cao tối đa là biết 3 cái này là được rồi. Cái này là cái bản đồ phân khu chức năng 1/2.000 và mới nhất. Nếu các bạn xem theo quy hoạch hiện giờ đó, là nó sẽ trả lời cho các bạn là trên cái
trung tâm quy hoạch của ban quản lý đô thị á, nó sẽ trả lời các bạn trên cái này. Bây giờ mình lấy một cái thửa đất ra, sử một cái thửa đất cho các bạn coi nha, và lấy luôn cái văn bản mà trả lời trung tâm quy hoạch của phòng quản lý đô thị của cái thửa đất đó, nó có hợp với cái bản đồ 1/2000 này không, để mình biết cái cơ sở đất đó nó như thế nào, có giá trị như thế nào. Đó. Bây giờ mình sẽ thoát ra, thẳng ra đi. Bây giờ mình tìm một cái thửa đất này đi. Thì để một cái thửa đất này đó. Đây. Thị trấn được cách mạng tháng 8 là khu phố 10 nè. Thị trấn Dương Đông. Thửa đất số 22 là bản đồ. Số 22, thửa đất số 27. Thửa đất số 27 mà tao đã bắt đầu số 22. Diện tích là 339,5 m² các bạn. Bây giờ mình mở cái file sơ đồ địa chính lên để mình tìm ra cái thửa đất này cho các bạn coi. Và mình hướng dẫn các bạn xem trên quy hoạch luôn nha. Bây giờ mình thoát cái này ra. Trước khi vẫn soi bạn mới có một cái bộ file nha các bạn. Cái bộ file này mới đầy, lúc trước mình cũng đã đầy tập clip 1 rồi. Các bạn nào chưa coi thì cứ coi lại clip 1 đi. Cái vấn đề mà mình có cái bộ file này á. Mình đang xài cái phần mềm này các bạn. Tìm tới cái đây là tại bản đồ địa chính nha các bạn. Bây giờ mình đang tìm cái thửa đất mà thửa số 27 nè, tại bản đồ số 22 nè. Đây là khu mình tìm là thị trấn Dương Đông nè. Tại mình đang kiếm cái mình đang coi hoạch cái thửa đất ở thị trấn Dương Đông nha các bạn. Bạn nào coi ở Cửa Dương thì cho chọn Cửa Dương, Dương Tơ chọn Dương Tơ, ở xã nào thì mình chọn cái tờ bản đồ thửa ở cái xã đó, ở Dương Đông thì mình chọn Dương Đông. Thì mình mới để cái vị trí này đó là số 27 nè, tờ bản đồ số 27, mình chọn số 27 thôi. Đây này 27 đây, nó sẽ mở cái file tờ bản đồ số 27. Cứ nói nếu rõ thì mình copy đi. Mình tìm cái vị trí. Đây là đường cách mạng tháng 8 mà các bạn đó. Đường cách mạng tháng 8 mà bây giờ đọc không chữ mà. Và tờ bản đồ số 22. Mình tìm tờ bản đồ số 22. Đó, màu xanh đậm là tờ bản đồ nè. Màu hồng là số 27 là thửa đó. Tìm thửa số 22. Cửa 22 nha các bạn.
Nếu mà trên cái điện thoại, trên cái laptop mình tìm rất là lẹ các bạn, những cái chức năng tìm kiếm nó nhanh lắm và nó sẽ tìm được ban đầu là. Mười lăm con đỏ xong rồi tại bản đồ số 22 thửa 27 mình làm ở lộn hay chi nó bản đồ số 22 đây mình mở tập bản đồ số 22 hay bị lộn giữa bản đồ số 20 số tờ với số thửa cái đó các bạn hay bị lộn đây nè tập bản đồ 22 thửa 27 nè các bạn 339 mét vuông nè, đúng là thửa này nè các bạn, 339,5 mét vuông nè đấy các bạn. Mình coi hoài mình cũng vẫn còn lộn nữa, dịch còn lộn chứ không chứ mình không lộn các bạn. Đây là cái thửa đất nè các bạn đó, được các bạn tháng 8 nè các bạn thấy không đó. Đây nè, đã chích lục nè. Rồi bản đồ đó, số 27 đó. Thửa là miên cái miếng đất lớn nó mới tách một cái chuồng đất đó rồi mới chia là những cái đất nhỏ gọi là tờ bản đồ theo mình hiểu là nó gì á thì nó hơi dễ khó bị lộn mình mà coi hoài luôn rồi vẫn bị lộn với cái miếng các bạn số tờ với số thửa số tờ bản đồ với số thửa đó. Thửa đất là nó nhỏ, một tờ là nó lớn lắm, nó chia ra từng thửa nhỏ nhỏ như nè. Bây giờ mình dùng cái phần mềm này nè, giờ mình chọn một cái điểm nha các bạn, bấm like, nhấn một cái điểm này, cái này này, chụp hết đi. Value và y value là giá trị của chiếc ớt và chiếc y như thế này. Giờ mình phải mở một cái ứng dụng nữa. Như những clip trước mình cũng mời các bạn cũng mang cái ứng dụng là một cái ứng dụng BDQ LabQ là nó đọc được cái file DWDW mà cái file mà tạo bản đồ chính mà nó viết ra mà trên nền tảng của AutoCAD đó. Giống như mình nghe nhạc MP3 nó có đuôi MP3 nó được cái file tiếng mà MP4 thì nó có nó là cái file hình nó có gồm hình ảnh nữa thì nó gọi là MP4 thì cái DW này thì ứng dụng này nó là DW này nó là lát view nó hiển thị được cái đuôi của DW thôi lát là nhanh V là hiển thị là nhìn cho mình chỉ biết vậy thôi chứ chúng ta mình cũng không có rõ gì mấy. Mở cái ứng dụng nè, xem sổ đỏ nè, mở cái ứng dụng xem sổ đỏ trên điện thoại nha, để bản đồ Việt Nam nè thôi. Bây giờ nó chọn tỉnh, bây giờ mình chọn tỉnh, mình chọn nè. Bây giờ mình đang ở tỉnh Kiên Giang, mình đang là khu vực đất ở tỉnh Bình Dương, thì mình chọn Bình Dương, Đồng Tháp, Lát, ở đâu mình để đó, mà kia giờ hiện khi làm ở Kiên Giang thì nó giới ở Kiên Giang, mình có file Kiên Giang thì mình phải có xem ở Kiên Giang. Kiên Giang là nó là cái múi giờ của nó là tọa độ của nó là 104.30 nha các bạn. Cái này là khi các bạn mà làm mà app gọi mà trên Google Earth á, thì nó cũng cái múi này nè nó mới trùng với cái khu vực của các bạn. Mình mới chọn đó là các bạn mình không có nói sâu vào nữa thì mình thêm tọa độ nè, còn thêm tọa độ đó là nó cho mình nhập tọa độ Earth, nhập tọa độ y thì cái bên đây nè nó hay hiểu sai về cái giá trị á, cũng sao đâu cái giá trị ớt á ở bên cái mà cái phần mềm lát riêng này nè các bạn thì á, nó làm sao
con số mà y nó gồm 7 con số, các bạn thấy không, 1 1 3 1 3 2 6, cái chấm là mình không có, mình cũng mình chỉ nhớ cho 7 con đầu thôi. Bên đây là 4 4 2 1 3 7 chấm 12, tức nghĩa là mình lấy 4 lên 6 số đầu, và vào đây 7 số. Giờ mình thay cái giá trị là x, qua bên kia mình gây cái copy, bên đây mà dán qua bên kia thì y, mà copy mà bên đây giá trị y thì mình dán qua với giá trị x, có gì đó là mình copy vô để mình chép chuyển qua đây đó. Bây giờ mình mới copy cái giá trị y á, tiếp theo mình dán qua y. Mình lưu lại rồi bắt đầu các bạn thấy không? Nếu mà thửa đất nó bốn cạnh thì mình copy bốn cạnh luôn, là mình coi lên cái thửa đất đó rồi chụp vệ tinh luôn, thì mình dán nó bốn cạnh luôn đi. Lúc trước là mình làm mới một cạnh nè, giờ mình làm bốn cạnh luôn. Clip này hướng dẫn các bạn xem bốn cạnh luôn nha. Lúc trước mình chỉ các bạn xem có một cạnh thôi, giờ xong mình bỏ, mình mới nhấn bên đây nè, bắt lại, mình mới chọn cạnh thứ hai like. Làm hơi nhanh chút cho các bạn thôi, thêm giai đoạn ít thì dán qua y, bên này đè vô copy chép, qua đây dán lại, dán vô dán luôn. Bây giờ mình được hai cái đồ thì mình lại tiếp còn thứ ba, bấm ba chấm một cái vào đây, còn mình bỏ luôn, bỏ qua, mình sẽ chọn cái điểm thứ tư, mình sẽ viết chấm like. Cho nó hiển thị lên, copy giá trị, copy tiếp giá trị của x, chép, dán qua giá trị của y, dán, tiếp tục giá trị của y, chấm, dán vô đè chép, dán qua giá trị của x, mình sẽ thay đổi giá trị ha. Mình thường cái trục x thì nó phải 7 số, mà chụp y nó có 6 số rồi các bạn. Rồi miếng đất thường thường thì nó có 4 cạnh, thì mình chọn 4 cạnh, 5 cạnh thì chọn 5 cạnh. Lại cái nào không chọn cái này, mình để chọn cho bạn cái vuông. Rồi mình chép tiếp, chép thêm cho đoạn tiếp, tiếp chém, chém chém lưu lại đó. Bây giờ mình có tọa độ của bốn cạnh nè các bạn thấy không, mình có tọa độ bốn cạnh thì mình vào bắt đầu mình mới là cái miếng đất thì nó vuông, nó có bốn cạnh, nó không vuông thì nó có năm cạnh, nó sáu cạnh, lục giác, tứ giác, lục giác, thất bát cũ thập, nó nhiều cạnh thì nó nhiều, nhưng các bạn cứ điền vô. Bây giờ mình bắt đầu mình cầm cái vuông, coi vuông bốn cạnh thì mình cho xem nha, bấm xem số đỏ nè, tiếp tục đó các bạn thấy chưa, bây giờ mình thu nhỏ lại đây, các bạn thấy nhỏ cho được, các bạn thấy tám chưa. Hiện giờ là mình thấy hiện thị cái thửa đất này nó ghim bốn này là bốn điểm và bốn cạnh mình nhập tọa độ đó, mình nói cũng hơi lẹ, các bạn cũng thông cảm nha. Nó từ từ cho các bạn coi đó, bây giờ mình hiện mình đang coi trên cái bản đồ mà trên cái gọi là hướng dẫn mày, gọi là hiển thị đường đi chứ không phải vệ tinh, mình phải chuyển qua cái đầu lớp vệ tinh nè, các bạn thấy chưa.
mình muốn thẳng luôn cái bốn cái tọa độ đó, mình bấm con mắt này, con mắt nó gạch chéo này bạn, bấm đó, hiển thị xuống, mình mới được phóng to thêm nhỏ nha, muốn phóng to thêm nhỏ để hai cái tay mình kéo lại. Thì cái nhà đó mình nhìn gì là mình biết cái nhà nó nằm vị trí nào đó các bạn, mình coi cái gì mình không biết cái nhà nó nằm ở vị trí nào luôn á. Nhìn gì là cái nhà mình đang coi quy hoạch để nó nằm ở đây được các bạn, tháng 8 nữa đó không, nó gần gần cái khu mà 10 hecta nè. Các bạn muốn biết luôn cái giá trị thật của cái miếng đất mà lúc mà mình nhập cái tọa độ á, các bạn cứ bấm chân chỗ này nè, các bạn bấm luôn cái chỗ nè, ba cái lớp này nè, bấm cái này nè, các bạn bấm luôn cái dấu giám cảm nè, này thì thông tin chi tiết về đất đó nè, đường nè, thấy không, địa chỉ 1 là đường Cách Mạng 88, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc nè, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, diện tích 339,54 mét vuông này, cũng chính xác các bạn, rất là chính xác các bạn, nó sơ xích không có bao nhiêu các bạn, nếu đúng tọa độ nó rất là đúng, nó đã cạnh là 1 cạnh 2 này, 10 mét nè, bề ngang của miếng đất mình biết là từ 1 đến cạnh 2 là 10 mét, cạnh 2 đến cạnh 3 này, 33 mét, chiều dài 33 mét nè, sau cạnh 3 cạnh 4 này cũng là 10 mét nè. Miếng đất là có chiều rộng chiều là 10 mét, chiều dài có cạnh 33 và cạnh bên tay trái là 34 rồi thôi các bạn. Các bạn đòi đóng lại rồi mình thu lại luôn. Đó, các bạn coi. Đó, các bạn sẽ coi gì mới cái đất nằm vị trí rồi rồi. Các bạn muốn chụp màn hình thì các bạn bấm cái cạch hay lúc nguồn cái nhớ iPhone luôn. Thì các bạn muốn lúc home và lúc nguồn đồng thời bấm hai tay một cái là muốn cái kép các bạn chụp được màn hình rồi. Còn mình các bạn gửi Zalo cho bạn, các bạn hay đối tác, bạn xem cái vị trí đất nó ngã đâu, vậy là người ta cũng thấy được rồi, chụp một cái đoạn này ngắn, cái phóng cái ngắn này cũng phóng thân nhỏ, các bạn phải thâu cái này lại nha, đó. Nếu mà mở cái này dài là không thâu được nha các bạn, thấy không, thâu lại mình phóng thân nhỏ rồi. Còn mà nếu Samsung thì các bạn bấm cái nút lên down nè, nó buồn là tổng thể nó tập tại tàu thuyền tấp nập dù đi muôn nơi. Bây giờ mình sẽ mở tiếp là cái coi là thông tin quy hoạch trên bản đồ trên điện thoại các bạn. Bây giờ mình có cái vị trí thửa đất này rồi đó các bạn nè, bấm mũi tên là dẫn đường nè, thấy không, nhìn chưa bấm mũi tên dẫn đường thì mình chuyển qua đây, qua lên cái lớp này rồi chọn về. Các bạn sẽ mở một cái gọi là bản đồ, cái ứng dụng là bản đồ của Google Maps nha các bạn, bản đồ của Google nha, chứ có yêu phải phải mà yêu quá, mà của Apple á thì nó có cái bản đồ khác, nó dạy trên nền tảng yêu á, còn cái này là của Google, trên nền tảng của Android thì nó sẽ cái nó là của Google, thì các bạn coi nó dễ hơn cập nhật bản đồ. Cái thay nó nên dễ hơn cái bây giờ. Bây giờ là bạn thấy ra chưa? Bây giờ là mình đây là bản đồ Phú Quốc thế nào? Trong cái lớp, cái lúc trước mình cũng có nói cái đoạn này là các bạn cũng cần mở là biết các bạn coi nha. Giờ nó lên cái tay cái bản đồ anh Kim chia sẻ cho các bạn đây nè. Đây là bản đồ quy hoạch của Dương Đông 1/2000 các bạn thấy không? Ngày 21/8 này. Có người tác giả là nó cũng bản đồ nè, điều chỉnh đi bằng phân khu nè, tỷ lệ 1/2000 thị trấn Dương Đông nè, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nè, theo quyết định là 1789 nè, ngày 14/8/2018 nè, của ủy ban thị trấn Dương Đông nè, các bạn ha, mình mở luôn cái thông tin mà các bạn làm một phần nha. Đây nè, cũng là căn cứ vào quyết định 1789 ủy ban nhân dân nè, ngày 14/8 nè, chủ tịch tỉnh Kiên Giang phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỷ lệ 1/2000. Thì cái này nè, người ta mới viết
là mới biết cái nền tảng nó lấy cái file đó mới upload lên đây. Đây là bản đồ phân khu chức năng 1/2000 các bạn. Nào thấy không? Bây giờ cái bản đồ phân khu một chức năng các bạn, cái này là một cái lớp mà anh em á làm á bán cộng sản up lên đây, dựa trên cái mà cái bản đồ quy hoạch 1/2000 á, thì mình có coi nè. Bên kia người ta bỏ một cái bỏ một số lớp rồi, tại cái file nó nặng quá người ta không up lên được cái chip dẫn này cho các bạn coi, giống như bên đây vì nó rất là nặng, nếu mà up lên thì nó mở một cái file như điện thoại yếu yếu mở không có nổi, nên buộc phải bỏ hết một số lớp, lấy lại như một cái lớp, một số lớp là lớp màu thôi, thấy không? Khu này khu khu sáu bảy khu này khu này không khu 10 hecta nè, 10 cái hecta là thì mở bạn coi nè, ta sẽ bỏ lại những cái lớp đó, cái lớp chữ nè, cái lớp không chữ nè, để cho nó bớt nó nặng đó các bạn coi ha. Đây đó là cái màu để cho các bạn nó dễ thấy hơn, khu nó hai cái bản đồ các bạn coi ha. Thì mình vừa mình trở lại cái thửa đất thôi để mình coi nè. Đó, đây là cái thông tin nè, đây là và quyết định là 1789 nè, cứ nói tới nó luôn hoài rằng là bằng 34 rồi, nhưng mà cho nó dễ nhớ hơn đó. Đây là cái đó, đây là ngày 14/8/2018 nè, phân khu chức năng 1/2000 đó, cái bản đồ này các bạn. Giờ đó là tại vì á, cái bản đồ này hiện giờ là vào phòng quản lý đô thị của Phú Quốc nè, nó sẽ cho là thông tin cho các bạn cái dựa trên cái bản đồ này. Ba cái ứng dụng là một cái đây là một cái thay ảnh, giờ mình dẫn đường nha, mình bấm chức năng mình dẫn đường nè, nó sẽ dẫn các bạn đi tới cái vị trí đất này, đây là vị trí mà cái thửa đất này nè các bạn thấy ha, đúng vị trí cái nhà mà mình coi thông tin quy hoạch đó, cái thửa đất nó luôn á các bạn thấy không, đúng không? À, mình sẽ biết cái mình nhìn vô cái bản đồ này mình coi đây, chỗ này là khu 10 hecta, đây cái khu này đó các bạn thấy không, đúng đi trang luôn thấy không, thì cái lớp này nè thu nhỏ lại đó, chỗ khu này nè, cái hai cái cục này nè, cái phân khu này nè nó giống nha, mình coi chỗ đây là gì, nó nói chức năng của nó là gì, đây là làng CT cho làng xóm chỉnh trang, vì là đất cái khu này, đất này nó là khu này nè, làng xóm chỉnh trang các bạn, nó được có một khúc này nha các bạn, còn dưới là thương mại dịch vụ nha, nó được vài chục mét à, và cái diện tích của nó tới là 1.022, tức nghĩa là 1.72 hecta, và mật độ xây dựng của nó là mật độ xây dựng nó 40-60%, và tầng cao tối đa được 5 tầng nha các bạn. Mình nếu mình đặt ở đây mình xin, nếu mình xin phép xây dựng là mình được xây được 5 tầng. Để các bạn coi đây. Mình mở lại cái này cho các bạn coi luôn. Đó. Nó để nè.
tiếng sóng ngày xưa ấy, phân khu chức năng nè, thấy không? Còn mình cái đoạn dưới nè, diện tích nè, diện tích là cái vị trí mà nè, cái vi đất này nó là nó nằm, nó nằm trong làng, cái hiệu nó là xóm Chỉnh Trang nè. Mặt độ xây dựng 4-60% nè, tầng cao nè, 4-60% nè các bạn thấy không? Đây mặt độ xây dựng nè, tầng sử dụng tối đa nè là 5 tầng nha các bạn, để nè, sử dụng tối đa là 5 tầng nè. Mình coi đây nè, đó, để số 5 nè, 4-60% nè, 5 tầng nè, đó, các bạn cứ gì nè, là cho cái thông tin quy hoạch nó trả lời cho mình biết, mình dựa vào đâu là cái cơ sở thông tin quy hoạch trả lời cho mình biết, và cái thích lục đây nè, chú thích đây nè, đó, mặt độ xây dựng nè, đó, và tầng cao tối đa nè, thì bên tận môi trường đó, người ta, bên phòng quản lý đô thị đó, thì các bạn xin thông tin quy hoạch nó sẽ trả lời bằng cái văn bản này nè. Nếu các bạn chưa muốn biết thì các bạn lấy cái sổ đỏ đi ra ngoài một cửa ủy ban nhân dân, ủy ban huyện quốc á, các bạn xin cái thông tin quy hoạch tới nơi bạn ở, những cái vị trí của bạn có một cửa. Nó rõ nha các bạn. Giờ mình nói về cái tiếp theo là coi nè. Đây là cái vị trí đất nó nằm đây, nằm kế cái vòng tròn này nè, nè trên cái bản đồ nè, thấy chưa các bạn, thấy chưa, nằm đây nè. Thì mình biết đất này là đất nó giá trị như thế nào rồi, các bạn biết rồi đó. Đất nó mục đích nó là cái gì rồi. Mình sẽ nói tiếp đây, mình mở vào kênh mặt đây. Khi người ta ở đầu in ra cái bản đồ này cung cấp thông tin quy hoạch nè, đất của thửa đất số mấy đó, thì cái thửa đất này mình coi nè, nó cũng kế bên này nè, nó nằm ngay cái lô này, cái lô gốc nè, cái lô mình coi thì nó lô nằm chính giữa, thì mình dựa vào đây mình chỉ cho dẫn dụ cho các bạn coi thôi, cho biết thôi, cũng là đất đó, là xóm Chỉnh Trang là xây dựng 5 tầng nè, nó vẽ cái lô đất này nè, thì bên đó, ban phòng quản lý đô thị nè, nó sẽ cho các bạn nó cái mộc đó không. Rồi đầu đất bạn nè, nó có miếng đất là có hai mặt đường luôn, thấy không, đường là 36m nè, thấy không, đường 38 nè, theo quy hoạch là 36m nè, thì mình coi trên đây nè, đường cách mạng 38 là 36m đó. Chân trời tóc xoa bay trong xoa, bài điện hoàng hôn nắng nhạt màu, đêm biển du hồn người lữ thứ, trăng vàng sai đùa sang lung linh, thuyền cao 36m nè các bạn nha. Cho mình bấm hơi chụp cái tay mình nhé, bấm hơi chụp chụp xíu mà cũng đúng như là tương thích cái bấm 36m nè các bạn, 36m nè các bạn. Xin cầu còn đây lời bây giờ đó, mình làm hết những cái vấn đề mình biết, mình chia sẻ cho các bạn nè, thế nào là vấn đề này, cái bản đồ quy hoạch phân khu chức năng 1/2000, rồi bản đồ quy hoạch 868 và 633. Các bạn nào có ý kiến thì nhớ comment cho mình, là mình không phải là chuyên gia nha các bạn, mục đích mình là mình chia sẻ thôi để cho anh em môi giới với nhà đầu tư người ta hiểu thế nào là quốc mình nó có cái bản đồ quy hoạch gì, nó ra đời năm nào, mục đích nó là cái gì. Theo mình biết nó không phải 70% là một số người không biết, có một số người biết mà cũng chưa rõ. Theo mình biết thì mình biết cũng nói chung mà mình cũng không phải là chuyên gia, cũng giỏi gì mấy, theo mình biết những cái việc cơ sở mình làm mấy năm nay mình biết thì mình đã chia sẻ cho các bạn. Có khách sạn nào mà nếu là chuyên gia thì thôi khỏi có coi cái clip mình nha, bỏ qua. Khi biết thì nhớ biết và theo dõi mình, nhớ đăng ký giùm mình, chia sẻ bấm cái chuông mình, mục đích chia sẻ cho anh em và có gì thông tin quy hoạch nó qua cho các bạn coi. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn gặp lại clip sau nha.
Bye bye, chúc các bạn vui vẻ và được nhiều thành công trong công việc môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. Số điện thoại của mình, hotline của mình và là Zalo của bạn, mình để thông tin ấy trên YouTube thì các bạn bấm xuống dưới, các bạn có gì mình trả lời cho các bạn một số vấn đề nào mà chưa hiểu rõ. Bye bye.